Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, làm đồ da thủ công đang trở thành một trào lưu được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Thị trường dòng sản phẩm độc đáo này đang có những dấu hiệu phát triển khi ngày càng có nhiều người tìm đến mua sắm các sản phẩm này. Không những vậy, đây còn được đánh giá là một lĩnh vực xuất khẩu đầy tiềm năng. Những sản phẩm da thủ công này từng được hai tập đoàn Google và Microsoft tại Việt Nam mua để làm quà tặng nhân viên xuất sắc trong một dịp kỷ niệm thành lập văn phòng tại Việt Nam. Giá bán của mỗi sản phẩm lên tới gần 100 đô la Mỹ. Tác giả của những sản phẩm này là sói Rukami, tạm dịch là đôi bàn tay sói làm tất cả. Dù làm theo đặt hàng, nhưng sói Rukami vẫn được thỏa sức sáng tạo. Khi mà nhận hai cái đơn hàng đấy thì đầu tiên đó là cảm giác rất là vui. Thực ra là trước khi nhận hai đơn hàng đấy thì em cũng đã phải nói chuyện với các bạn ấy rất là nhiều. Thì các bạn đầu tiên là các bạn ấy rất là trân trọng và tôn trọng cái công việc em đang làm. Thế nên là các bạn ấy sẽ chỉ trao đổi và nói rằng là các bạn muốn sản phẩm nó như thế này kia. Và em có rất là nhiều quyền quyết định trong đấy. Khởi đầu là ý thích. Nhưng khi bắt đầu thành công với các sản phẩm đồ da thủ công, sói Rukami nhận thấy đây là một ngành hàng xuất khẩu thực sự. Và cậu bắt đầu nghiên cứu nhiều cách thức khác nhau để đưa sản phẩm của mình ra với thế giới. Thế giới có khoảng 7 tỷ người thì chúng ta chỉ cần khoảng 1 phần bao nhiêu đó của 7 tỷ người đó sử dụng đồ da thôi thì là cái thị trường này đã rất là lớn rồi. Em sẽ bán theo kênh online nhiều hơn và em cũng đang có một bạn làm về xuất nhập khẩu thì các bạn ấy sẽ nghiên cứu cho em về worldwide shipping. Đó thì mọi thứ nó đang dần dần thay đổi. Cũng như sói Rukami trước đây, hiện tại nhiều bạn trẻ ở Việt Nam đang làm đồ da thủ công như một hình thức giải trí, một thú vui cá nhân. Tuy nhiên, theo chuyên gia về thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, thì đồ da thủ công đang là một lĩnh vực xuất khẩu rất tiềm năng. Cho đây là một cái khuynh hướng rất là đáng mừng trong cái việc mà thay đổi cái nhận thức về cái hàng thủ công và cái chúng ta gọi là cái giá trị truyền thống. Những cái mặt hàng mà các bạn trẻ làm sáng tạo ra ấy, thì nếu mà nói là về một truyền thống, nếu như chúng ta đánh giá là nó là văn hóa, là chúng ta quá lệ thuộc vào cái chuyện truyền thống, đúng không? Mà bỏ qua cái cảm thụ hiện đại của những người tiêu dùng, mà cái đấy thì các bạn trẻ tiếp cận rất là, tôi cho rằng đây là một cái mảng mà mình chưa khai thác một cách đúng mức thôi. Theo Hiệp hội Da giày, Túi sách Việt Nam, năm ngoái kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày đạt 14,5 tỷ đô la Mỹ. Trong năm nay, con số này được dự báo sẽ đạt 17 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chủ yếu là hàng sản xuất công nghiệp, đồ da thủ công vẫn đang là một thị trường còn bỏ ngỏ.